Tôi rất vui khi được trở lại đội hình, cũng như giành được chiến thắng trong trận derby. Đây là một trận đấu thực sự quan trọng, nên tôi rất hạnh phúc. Mọi thứ đều phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi phải tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu của mình. Chỉ có một vài trận đấu nữa và chúng tôi phải thắng tất cả. Đó là chia sẻ từ Thomas Partey. Tiền vệ trụ cột của Arsenal vừa trở lại sau một khoảng thời gian dài dưỡng thương. Ngay lập tức, anh xuất phát trong đội hình chính trước Chelsea và mang đến sự khác biệt cho hàng tiền vệ pháo thủ. Đặc biệt, anh tạo ra mối liên kết cực kỳ khăng khít với hai người đồng đội Declan Rice và Martin Odegaard. Không sai khi nói, Partey, Rice và Ode vừa thực hiện hóa giấc mơ của Arsenal về bộ ba cầu thủ giữa sân hay nhất mà họ sở hữu trong một thập kỷ trở lại đây. Nếu Partey trở lại sớm hơn, có phải Arsenal giờ đây đã chạm một tay vào cúp bạc Premier League hay không? Trước khi bước vào bài phân tích, xin quý vị khán giả đừng quên để lại một like, một subscribe và nhớ bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác trên kênh nhé. Khi Arsenal kiếp đồng với Thomas Partey từ Atletico Madrid với giá 50 triệu euro, nhiều ý kiến trái chiều cho rằng pháo thủ đã có thể giải quyết dứt điểm vấn đề hàng tiền vệ và ở một mức độ nào đó, sự kỳ vọng phần nào được đáp ứng. Khi ở trên sân, Partey luôn mang đến những màn trình diễn ấn tượng. Ngôi sao người Ghana kiểm soát nhịp độ trận đấu và phân phối bóng cho đồng đội với những đường truyền chuẩn xác, bên cạnh khả năng phòng ngự cực kỳ uy tín. Nhưng vấn đề duy nhất và cũng là nghiêm trọng nhất của cựu sao Atletico gặp phải đó là thể chất. Partey thường xuyên dính những chấn thương vặt vãnh và không thể ra sân đều đặn. Ở mùa giải năm nay, không ngoa khi nói, Partey gần như đã bỏ gần hết cả mùa giải vì giai đoạn chấn thương cũng như hồi phục. Cũng bởi thế mà nhiều cổ động viên xuất hiện suy nghĩ Thomas Partey đã hết thời tại Emirates. Thời gian gần đây, nhiều cái tên nổi lên như phương án thay thế tiền vệ người Ghana đang được Arsenal liên hệ. Dù vậy, ít nhân chuyện thay thế Partey cũng sẽ chỉ đến vào mùa hè năm nay. Do đó, khi cựu sao Atletico Madrid quay trở lại đội hình Arsenal hôm giữa tuần vừa rồi trước Chelsea, nhiều khán giả vẫn đặt kỳ vọng đây sẽ là cú hích quan trọng với pháo thủ cho giai đoạn cuối khốc liệt của mùa giải. Quả nhiên, sự trở lại của Thomas Partey ở buổi hoàng hôn mùa giải, dẫu muộn màng nhưng lại đem đến rất nhiều hy vọng. Cuối cùng, sau biết bao sự chờ đợi, cổ động viên Arsenal cũng được chứng kiến bộ ba tiền vệ trong mơ của họ xuất phát và chơi một trận ra trò cùng nhau. Chính xác hơn là 8 tháng 17 ngày kể từ khi Mikel Arteta xếp bộ đôi Martin Odegaard, Thomas Partey và Declan Rice chơi ở hàng tiền vệ Arsenal trong trận tranh siêu cúp Anh Community Shield với Man City. Nhưng đó có thể tính là giai đoạn tiền mùa giải. Vì thế, chiến thắng 5-0 trước Chelsea là màn trình diễn xuất sắc nhất của Declan Rice, Martin Odegaard, Thomas Partey khi cùng nhau sát cánh ngay từ đầu trong mùa giải năm nay. Những chấn thương liên tiếp của cầu thủ mão số 5 khiến cho anh ngồi ngoài gần như cả mùa và khiến giấc mơ của fan pháo thủ về bộ ba tam giác quỷ RPO, Rice, Partey, Odegaard nơi tuyến giữa không thành. Thực tế ở giai đoạn đầu mùa này, huấn luyện viên Mikel Arteta bất ngờ không sử dụng Thomas Partey ở vị trí tiền vệ sở trường. Thay vào đó, vì chiến lược gia người Tây Ban Nha chuyển cựu cầu thủ Atletico Madrid xuống đá hậu vệ phải trong 3 trận đầu tiên ở ngoại Anh, với Declan Rice đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, còn Kai Havertz sẽ thay thế vai trò mà Granit Xhaka để lại. Tuy nhiên khi có bóng, Partey sẽ di chuyển bó vào trong như một inverted fullback, đá cặp cùng Declan Rice, giải phóng cho Martin Odegaard và Kai Havertz dâng cao. Cách chơi này thực tế cũng phát huy tác dụng vì huấn luyện viên Mikel Arteta luôn trung thành với việc sử dụng ít nhất một hậu vệ biên ảo bó trong. Nhưng kể từ trận đại chiến với Man United ở lượt đi Premier League vào ngày 3 tháng 9 năm 2023, Partey chính thức đánh mất vị trí này sau khi Zinchenko trở lại bên hành lang đối diện và Gabriel Magalhães trở lại trung tâm hàng thủ. Một lý do nữa xuất phát từ chấn thương bất ngờ của Zoran Timber, người được bố trí đá hậu vệ bên trái nhưng thường xuyên bó vào trong như một trung vệ thứ ba ở giai đoạn tập huấn tiền mùa giải. Vắng Timber, Arteta cần một lá chắn thép ở vị trí lệch trái và Gabriel đã được chọn. Nhưng Gabriel dĩ nhiên không đá hậu vệ trái, anh đá trung vệ cặp với Saliba như mùa trước. Và khi ấy, Ben White lại trở về với hành lang cánh phải quen thuộc, chiếm chỗ của Partey. Đến lúc này, nhiều cổ động viên đã nghĩ về kịch bản cựu sao Atletico Madrid quay trở lại hàng tiền vệ bên cạnh Declan Rice và Martin Odegaard. Trước khi Kai Havertz cập bến Emirates, tất cả đều nhất trí rằng bộ ba hàng tiền vệ của Arsenal sẽ là ba cái tên lần lượt có chữ viết tắt ở đầu là RPO. Tuy nhiên, chấn thương quái ác mà Partey gặp phải đã cướp đi viễn cảnh trong mơ đó của các fan pháo thủ. Nhưng cũng chẳng ai ngờ, phải chờ đến cuộc đối đầu với Chelsea mới đây, viễn cảnh này mới xảy ra. Thật sự là quá lâu, nhưng cũng phải nói, sự trở lại của Partey dẫu sao muộn còn hơn không. Vì sao lại như vậy? Ngôi sao sinh năm 1993 là một tiền vệ phòng ngự đề cao sự hiệu quả, bao sân tốt và chủ yếu làm nhiệm vụ bọc lót cho các đồng đội tuyến dưới. Nếu Arsenal kiểm soát bóng, anh thích dâng cao để tham gia vào khâu tổ chức tấn công, nhưng đồng thời tạo ra gọng kìm thổi bóng bên cạnh Declan Rice khi Arsenal mất bóng. Tiền vệ người Ghana thường ưu tiên việc che chắn khoảng trống trước mặt hàng thủ. Ý thức phòng ngự và khả năng đoạt bóng có thể là một trong những ưu điểm của anh, nhưng nó không phải là điều duy nhất giúp cậu học trò cưng của Mikel Arteta nhận được sự tin tưởng và yêu mến từ fan hâm mộ pháo thủ. Cầu thủ 30 tuổi thích cầm bóng, sẵn sàng làm điều đó trước khi tung ra những đường chuyền trực diện lên phía trên, vào khu vực 1/3 sân đối phương, giúp đội chủ sân Emirates chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công một cách nhanh chóng. Ngoài ra, còn chủ động tiếp cận vòng cấm địa đối phương nhằm đánh chặn từ xa. Thomas Partey sẽ nhanh chóng khỏa lấp khoảng trống trên sân và tìm cách can thiệp vào tình huống lên bóng của đối thủ. Anh sở hữu cảm quan vị trí tốt và thể hiện trực giác ấn tượng nhằm lựa chọn thời điểm di chuyển lên để gây áp lực, khi nào nên giữ vị trí và khi nào nên che chắn cho các đồng đội. Bộ ba Martin Odegaard, Thomas Partey và Declan Rice sẽ mang đến sự cân bằng cho hàng tiền vệ Arsenal. Với khả năng độc lập tác chiến tốt của cầu thủ màu số 5, những người hâm mộ pháo thủ hoàn toàn có thể cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi đại diện Bắc London chống phản công. Quan trọng hơn hết, bản hợp đồng bom tấn Declan Rice có thể hoàn toàn được giải phóng nhờ sự trở lại của Partey. Đồng ý rằng thời gian qua, Jorginho có màn trình diễn không tệ khi chơi lót ở đáy cho Rice dâng cao như một số 8 lệch trái bên cạnh Martin Odegaard. Nhưng Thomas Partey rõ ràng là một phiên bản nâng cấp rất lực về thể hình cũng như là khả năng đánh chặn. Declan Rice vì thế sẽ thoải mái tham gia vào khâu luân chuyển bóng và xâm nhập vòng cấm hơn, phát huy hết những tố chất vốn có của mình bởi nhiệm vụ phòng ngự và bọc lót cho hàng thủ phần nào đã được ngôi sao 30 tuổi san sẻ. Ngoài ra, sự trở lại của Partey cũng đồng nghĩa Arsenal sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong các phương án triển khai chiến thuật ở giai đoạn đội hình dễ đối diện sự quá tải vì lịch thi đấu dày. Như đã nói, cầu thủ người Ghana không chỉ có thể đảm nhận vai trò tiền vệ trụ mà còn chơi khá ấn tượng khi được xếp đá hậu vệ phải trong những vòng đấu đầu tiên. Trong bối cảnh Ben White đã thi đấu bền bỉ gần như cả mùa giải, chưa nghỉ trận nào, không loại trừ khả năng Mikel Arteta sẽ lại sử dụng bài đánh này. Partey với khả năng đọc tình huống và luân chuyển bóng tốt sẽ giúp cho khâu thoát pressing trở nên lưu loát hơn. Bên cạnh đó, việc không dâng quá cao cũng giúp anh có thời gian để giải nguy cho bộ đôi William Saliba, Gabriel Magalhães mỗi khi đối thủ phản công. Nhìn chung, sự trở lại của cậu học trò sẽ giúp Mikel Arteta thêm phần tự tin trong giai đoạn quan trọng nhất mùa giải. Arsenal còn hai chuyến làm khách hứa hẹn đầy khó khăn trước Tottenham Hotspur và Manchester United. Họ cần phải giành chiến thắng những trận đấu còn lại trước khi hy vọng Manchester City sảy chân. Có Partey, niềm tin ấy càng trở nên mãnh liệt và có cơ sở. Vì tại Emirates từ lâu đã lưu truyền một câu nói: "No Partey, no Partey." Giá như Partey có thể sớm trở lại hơn, không biết chừng Arsenal giờ đây đã chạm được một tay vào cúp bạc Premier League.